Còn câu hỏi nào khác không? Thưa sư phụ, gần đây có một số thông tin về dịch giảng giới tính và việc sử dụng các thuật ngữ trung lập về giới tính tại Hoa Kỳ. Hạ viện công bố các quy tắc nội bộ mới, loại bỏ đại từ giới tính và các thuật ngữ quan hệ gia đình. Các thuật ngữ như mẹ cha, chị gái, em trai sẽ được thay thế bằng phụ huynh, anh chị em, con cái. Ngoài ra ở Anh, một số bệnh viện đang thay đổi các quy định loại bỏ các thuật ngữ giới tính nữ trong khoa sản. Và bây giờ cho con bú sẽ được gọi là nuôi con bằng sữa ngực và sữa từ vú mẹ hoặc sữa từ ngực mẹ. Thưa sư phụ, ngài nghĩ sao về những chính sách mới sắp có hiệu lực này? À, ngực không có sữa, vú thì có. Chúng ta đều biết điều đó. Ngày đây, nhiều điều mình đọc, nhiều điều mình nghe, quý vị không thể tin vào mắt và tai của mình nữa. Giống như nhiều người, ngay cả các chính phủ muốn thông qua luật thay đổi giới tính để tất cả trở thành như người chuyển giới, như giới tính trung lập. Nhưng làm sao mình có thể trung lập? Quý vị chỉ là chính mình thôi, chỉ là một trong sáu người chuyển giới, đồng tính nam, đồng tính nữ, hoặc giới khác hoặc lưỡng tính. Nhưng để làm hài lòng họ, chính phủ hoặc nhiều người đề xuất hoặc thông qua luật, hoặc luật đã được thông qua. Để thay đổi giới tính, chẳng hạn không được gọi mẹ nữa, hoặc phụ nữ nữa. Nếu nói mẹ thì quý vị phải nói người sinh con, hoặc người có tử cung, hoặc người cho sữa ngực. Tất cả điều này thật sự là quá lố bịch. Đúng là một trò cười rằng họ đã dành quá nhiều thời gian để làm những điều vớ vẩn như vậy. Ngày nay, người ta cứ làm điều gì đó mà tôi không thể hiểu được. Hết sức nực cười. Và đúng ra nó thật là không biết nói sao. Ý tôi là nếu là phụ nữ thì quý vị nên tự hào mình là phụ nữ. Nếu là đàn ông thì quý vị tự hào mình là đàn ông. Nếu là người đồng tính, quý vị tự hào mình là người đồng tính. Bởi vì ngày nay người đồng tính vẫn có thể kết hôn với một người đồng tính khác, vậy đâu có vấn đề gì nữa. Nếu mình là đồng tính nữ, quý vị tự hào mình là đồng tính nữ. Thượng Đế tạo quý vị như thế. Hãy tự hào, hãy là chính mình. Còn muốn làm hài lòng người chuyển giới, thật ra nó có tác dụng ngược lại. Họ đang hạ phẩm giá những người chuyển giới. Họ làm người ta người chuyển giới cảm thấy có lỗi vì đã thay đổi giới tính của mọi người khác. Trên địa cầu này, họ chỉ là 1/6. Và khiến họ làm cho mọi người khác thay đổi vào điều đó, làm cho họ cảm thấy có lỗi và cảm thấy xấu hổ. Tôi tin chắc một số họ, trong nhiều người họ sẽ cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Làm vậy càng rõ ràng hơn. Giống như nếu một người có da màu đen và quý vị làm cho mọi người khác bôi mặt họ hoặc gì đó để làm cho họ, tất cả chúng ta hoặc mọi người trông giống như người da đen. Và điều đó cũng được cười. Thượng Đế tạo ra họ đen, hãy để họ đen. Thượng Đế tạo ra chúng ta trắng, hãy để cho chúng ta trắng. Thật là nực cười. Thế giới này ngày càng điên rồ hay gì đó. Một số chính phủ là như vậy đó. Trời ơi, ngoài ra kiểu thay đổi thuật ngữ, giới tính này quả là thoái hóa, rất hạ thấp giá trị của người mẹ và phẩm giá của người phụ nữ, của nữ giới. Theo ý kiến của tôi, điều này không được. Một người mẹ, một người phụ nữ là một người thiêng liêng, chứ không phải là đồ vật như cỗ máy mang thai trẻ em hoặc người có tử cung. Bây giờ họ muốn xưng hô với Đức Mẹ Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu thế nào đây, hoặc thân mẫu của Đức Phật, cũng như nhiều thánh nữ và thánh hiền được tôn vinh như những thánh mẫu. Thật kinh khủng. Điều này thật sự không thể chấp nhận được. Có câu hỏi nào khác không? Thưa sư phụ, một số công ty phát minh ra những bộ lọc nhỏ để đặt trước lỗ mũi và họ tuyên bố rằng nó mang lại thêm bảo vệ phòng chống COVID corona. Các công ty khác phát minh ra thuốc xịt mũi để bảo vệ tránh virus này. Thưa sư phụ, những thứ đó có thể hữu hiệu phần nào không? Tôi không biết. Tôi chưa thử. Chưa nhìn thấy nó.
có lẽ có thể giúp, nhưng không biết giúp được bao nhiêu. Bởi vì nó đặt vào mũi, rất khó mà cảm thấy dễ chịu về nó. Người Kỳ Na giáo, họ luôn đeo khẩu trang trước mặt họ. Hầu hết họ những tín đồ Kỳ Na giáo thực sự, bởi vì khi Đức Mahavira vẫn còn tại thế, Ngài khuyên nên làm vậy để không giết côn trùng, vi khuẩn hay bất cứ gì đi qua lỗ mũi của chúng ta. Vì vậy họ vẫn còn đeo khẩu trang như vậy. Tôi thấy một số họ vẫn còn đeo. Và ngoài ra khi ở Benin, tôi nhớ vua Benin cũng đeo cái gì đó để che mũi, nhưng không như khẩu trang, chỉ che trước mũi thôi. Tôi hỏi đó là phong tục gì, và hoàng tử đã mời tôi đến đó. Hoàng tử Benin, ông ấy nói với tôi đó là vì vua không nên thở cùng không khí như người dân. Có lẽ đó là phong tục, nhưng cũng giúp tránh một số bệnh nhiễm trùng. Người ta phải phê duyệt điều đó qua bằng chứng, qua thử nghiệm. Và rồi họ có bằng chứng, họ có thể nói điều đó qua các thí nghiệm. Chứ không phải tôi là người để nói chuyện này, tôi không phải bác sĩ, không phải chuyên gia về virus. Tôi không muốn nói những điều có thể ảnh hưởng đến mọi người theo một cách không thuận lợi. Hiểu không cưng? Dạ hiểu, cảm ơn sư phụ. Quý vị có thể thở, quý vị muốn đặt mua thứ đó hả? Dạ không, chúng con ổn thưa sư phụ. Bất cứ gì quý vị mua, họ cũng sẽ mua cho quý vị, họ chạy đi mua cho quý vị. Vì vậy nếu quý vị muốn thử nghiệm với thứ đó thì có thể nói với tôi. Chứ tôi thì không muốn thử nghiệm thứ đó. Tôi không nghĩ là nó dễ chịu cho lắm. Nhưng tôi chỉ có một mình nên không cần đeo khẩu trang để tránh gì cả. Tôi không cần nhiều trong lúc bế quan. Đôi khi họ mang một số quần áo đến cho tôi nên tôi đeo, nhưng họ để ở rất xa, rồi tôi đi ra ngoài lấy, nên tôi không gặp ai cho lắm. Không gặp ai, thật ra là không ai hết. Tôi chỉ gặp ngay cả không gặp chồn hôi, tôi cho họ ăn, và họ ăn rất nhiều. Họ ăn nhiều hơn tôi. Trời ơi, chỉ 2-3 chồn hôi thôi. Tôi nghĩ mèo cũng ảnh hưởng phần nào. Mèo cũng giàu vô, chăm lo cho thức ăn. Họ thích lắm. Họ ăn hết trơn, thường thì họ ăn sạch. Trái cây, cơm và mì mà tôi trộn với rau và chất đạm cho họ. Không mặn lắm, không. Nhưng họ thích quá chừng, họ ăn hết. Mùa đông họ không tìm thấy gì để ăn. Tôi đoán như vậy. Thế nên họ là bạn tôi, nhưng chúng tôi cũng không gặp nhau. Tôi chỉ gặp mèo vài lần, không gặp chồn hôi. Nhưng họ ra chào đón khi tôi mới đến. Thành ra tôi biết họ sống quanh đâu đó. Khi mới đến, tôi leo lên đỉnh đồi, nhìn xem quang cảnh xung quanh như thế nào. Tôi luôn luôn làm vậy. Bất cứ khi nào đến một môi trường mới, tôi luôn luôn kiểm tra tình hình. Dạ, như điệp viên 008. Được rồi, cưng. Vậy đó là câu hỏi, phải không? Dạ, thưa sư phụ. Thuốc xịt mũi đôi khi cũng giúp khi mình bị nghẹt mũi. Trước đây thỉnh thoảng tôi cũng dùng. Khi vào mùa đông phải đi ra ngoài thuyết giảng hoặc cộng tu, tôi thường bị sổ mũi hoặc cảm lạnh thông thường, thì tôi dùng thuốc xịt mũi có giúp. Nhưng nó có giúp cho COVID-19 hay không thì tôi không biết. Người ta phải làm rất nhiều thí nghiệm để đi đến kết luận, và ngoài ra xem nó liệu có tác dụng phụ nào không. Bởi vì đôi khi tác dụng phụ còn tệ hơn là chính căn bệnh đó. Quý vị biết mà, phải không? Dạ đúng. Được rồi cưng. Vậy đủ cho quý vị chưa? Dạ rồi, cảm ơn sư phụ. Còn câu hỏi nào khác không? Dạ còn thưa sư phụ. Một bài báo trên Fox News đề cập rằng tiêm ngừa vaccine corona có thể là nguyên nhân của một chứng rối loạn máu trong ít nhất 36 người. Ngoài ra một bài báo khác nói nghiên cứu cho thấy một nửa đến 2/3 bệnh nhân lạnh và nhức đầu sau mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ hai, và một số miêu tả
hạch bạch huyết bị sưng sau khi tiêm vaccine. Ngoài ra, tiến sĩ William của Trung tâm Y khoa Đại học Vanderbilt nói rằng từ 20 đến 40% số người tiêm vaccine có thể bị tác dụng phụ sau liều thứ hai. Bao nhiêu phần trăm? 20 đến 40% người tiêm. Chà, đó là con số lớn. Dạ thưa sư phụ nghĩ sao về điều này à? Điều này có chứng tỏ rằng vaccine thực sự không phải là giải pháp chăng? Ôi chao. Với nhiều người khác, họ ổn. Như tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ. Và với một số tác dụng phụ thì rõ ràng hơn và đau đớn hơn, và với một số tác dụng phụ rất ít. Và họ cho biết là có vài người chết ngay lập tức sau liều thứ hai và còn nhiễm COVID-19 lại nữa. Vậy thì phải làm gì đây? Bởi vì quý vị thấy... Xin lỗi. Hồi nãy tôi chạy nhanh quá và không mặc áo ấm. Tôi bị chút rắc rối. Một chút thôi. Đừng lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc cho mình. Uống chút nước chanh ép hoặc gì đó. Tôi không có chanh, nhưng có bột chanh. Có lẽ cũng giống nhau. Và rồi có lẽ súc miệng với chút nước muối. Nước muối ấm chắc sẽ ổn thôi. Được rồi, nào, câu hỏi của quý vị là tôi nghĩ gì về các tác dụng phụ? Dĩ nhiên sẽ có tác dụng phụ cho một số người, và một số sẽ không có. Bởi vì cấu tạo thân thể và sức đề kháng của mỗi người mỗi khác và bình thường. Chúng ta không nghe thấy bất kỳ loại thuốc nào khi quý vị nhận thuốc từ bác sĩ luôn luôn có dòng chữ như các tác dụng phụ, như cái này, cái kia và cái nọ ha. Bình thường mình không nghe thấy nhiều lắm vì chỉ đó là chuyện cá nhân, và không phải mọi người đều uống cùng một loại thuốc cùng lúc để thấy con số lớn bệnh nhân hoặc nhiều người bị tác dụng phụ. Nhưng bệnh này thì khác, đó là COVID-19 và có hàng triệu người bị ảnh hưởng. Cho nên khi họ tiêm vaccine cùng một lúc, con số vô cùng lớn.